This match is sponsored by Coca-Cola. Xin được chào mừng quý vị khán giả đã cùng quay trở lại với trường quay của chương trình bình luận World Cup nữ 2023 đang được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Quốc hội. Vâng thưa quý vị, để có thể tạo nên sự thành công của chương trình thì chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến những nhà tài trợ. Xin được trân trọng cảm ơn tập đoàn TNT Group, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB, tập đoàn Gelec, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tập đoàn Viettel, Công ty Cổ phần Truyền thông VMG, Công ty MGI Proptech và Công ty Next Media đã cùng đồng hành phát sóng các trận đấu của giải FIFA Women's World Cup 2023 trên kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam ạ. Vâng thưa các anh, chúng ta đã vừa cùng nhau trải qua hiệp 1 của trận đấu giữa Nhật Bản và Na Uy. Một câu hỏi nhanh chúng tôi muốn hỏi các anh đó là theo các anh thì tỷ số của trận đấu này đã phản ánh đúng cục diện những gì diễn ra hiệp 1 hay chưa? Tôi nghĩ là phản ánh đúng cục diện của cặp đấu này đấy ạ. Nó cũng là một cặp đấu tương đối cân bằng cho dù là Nhật Bản đang chiếm được ưu thế về mặt thế trận cũng như thời lượng kiểm soát bóng. Nhưng ngày hôm nay các cô gái Na Uy đã cho thấy họ chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này. Đây là một cuộc không chỉ là sự so tài. Một ngày mà có hai trận đấu đầu tiên của vòng knockout mà đều có những bàn thắng phản lưới nhà. Nhưng mà tôi nghĩ trong hiệp 1 dù là cầm bóng nhiều nhưng ở khía cạnh phòng ngự, đội tuyển Nhật Bản cũng đã chia cắt ngôi sao của đội tuyển Na Uy khá tốt khi mà có rất ít những tình huống mà Hansen có thể tìm kiếm được đồng đội của mình. Chỉ có duy nhất một tình huống dẫn đến bàn thắng là khi mà Hansen đã lùi về khu vực giữa sân để có một pha tiền kiến tạo cho đồng đội thoát xuống bên phía cánh phải để tạt quả bóng. Đây là tình huống duy nhất mà đội tuyển Nhật Bản để sổng Hansen. Còn tôi nghĩ là thành công của đội tuyển Nhật Bản trong hiệp đầu là họ đã hạn chế được ngôi sao bên phía Na Uy, nhưng mà không, có lẽ là đến một ngôi sao đến từ câu lạc bộ Barcelona thì khó có thể kiểm tỏa được cô ra trong khoảng cả một trận đấu, nên là hiệp 2 sẽ còn rất căng thẳng đối với đội tuyển Nhật Bản ở cạnh đó. Tôi nghĩ rằng ngày hôm nay tôi đã nói rằng đây là một cuộc đấu trí thực sự, bởi vì hai huấn luyện viên đã có những sự thay đổi khá nhiều so với những trận đấu ở vòng bảng. Họ đã phân tích đối thủ rất kỹ. Chúng ta cũng có vẻ như bất ngờ vì sao Nhật Bản ở trận đấu trước phòng ngự phản công rất hay, nhưng trận đấu này thì họ lại phải đẩy cao đội hình để chơi pressing ngay từ giữa sân hoặc thậm chí là ở phần sân của đối phương. Bởi vì chúng ta biết rằng Na Uy thì đã không giống Tây Ban Nha. Tây Ban Nha là kiểm soát bóng và tìm cách tiếp cận một cách từ từ, nhưng với Na Uy thì họ sẽ chơi bóng bổng, bóng dài nhiều với lối chơi trực diện. Nên nếu như đội tuyển Nhật Bản mà lùi quá sâu, Na Uy sử dụng rất nhiều những tình huống bóng dài như tình huống ghi bàn vừa rồi thì Nhật Bản sẽ nguy hiểm. Nên Nhật Bản đẩy lên chơi cao và kiểm soát bóng tấn công. Tôi nghĩ đó cũng là một điều hợp lý. Nhưng ngược lại chúng ta cũng thấy rằng Na Uy họ phòng ngự rất kín kẽ. Chúng ta cũng đã thấy bình luận viên Quốc Việt cũng đã nhìn nhận thấy được cái sự cẩn trọng của đội tuyển Na Uy. Tiền vệ trung tâm Eken gần xuống như lùi xuống và chơi như một trung vệ thứ ba. Và chúng ta thấy rằng đúng là đội tuyển Nhật Bản kiểm soát bóng lên tới 67% như chính nhân chia sẻ, thực hiện 8 tình huống dứt điểm. Nhưng thực sự là đã có một tình huống dứt điểm chú đích nào đâu. Tình huống ghi bàn là tình huống đá phản lưới nhà của đối thủ. Thế nên cũng thấy rằng chất lượng phòng ngự của Na Uy rất là hay. Và đây vẫn là một trận đấu cực kỳ khó lường. Một trận đấu mà đến thời điểm này vẫn phải thừa nhận rằng đâu đó nó chỉ là khoảng 52-48% một chút nghiêng về phía Nhật Bản thôi. Nhưng nếu như Nhật Bản mắc sai lầm thì ngay lập tức Na Uy hoàn toàn có thể khai thác một cách triệt để. Và thậm chí không loại trừ trận đấu này sẽ phải kéo dài thêm thời gian. Và thậm chí là có thể phải đoạt bằng những cú đá luân lưu. Vâng, nếu mà xét về cá nhân đi ạ thì tôi cũng nhận thấy rằng là trong hiệp 1 thì đội tuyển Nhật Bản rõ ràng là họ đã tạo ra được nhiều cơ hội hơn khi mà họ đã ở tuyến giữa của họ có một trung vệ, đó chính là Hasegawa. Cái này thì tôi hoàn toàn đồng tình thôi, bởi vì họ kiểm soát bóng và họ tổ chức ra được những cái tình huống luân chuyển bóng rất là hay. Nhưng cơ hội thực sự rõ ràng thì cũng chưa hẳn là phải có, đúng không chị Nhân? Tỉa bóng chính xác hơn một chút dành cho tuyển Nhật Bản thì may ra họ có được bàn thắng. Và thực ra nữa có một điều rất là thú vị nữa ở trận đấu này, đó là những quân bài trên bàn ghế dự bị. Đội tuyển Nhật Bản vẫn còn Ueki, tiền đạo đã chơi rất hay trong trận đấu trước đó với Tây Ban Nha. Vẫn còn Namoto, một cầu thủ chạy cánh xuất sắc. Ngược lại, bên phía Na Uy vẫn còn
Adebek nữa, cựu quả bóng vàng châu Âu nữa. Đấy, chúng ta thấy rằng họ có sự chuẩn bị và sự tính toán rất là kỹ, và nó sẽ tùy thuộc từng diễn biến của hiệp 2 để huấn luyện viên có những sự điều chỉnh, tính toán làm sao cho phù hợp. Và với tôi thì đây là một trận đấu mà chúng ta tận hưởng thôi, một cuộc so tài đỉnh cao với màn trình diễn của các cầu thủ và những tính toán của ban huấn luyện nữa. Vâng, rõ ràng chúng ta thấy được rằng là với cá nhân tôi cũng như các anh cũng đã đồng quan điểm một chỗ, đó là ở hiệp 1 thì Nhật Bản sử dụng khá nhiều những đường bóng bổng để đưa bóng được vòng cấm. Chúng ta có thể thấy được ở đây có hai quan điểm mà tôi có thể đưa ra. Thứ nhất là do một là do chiến thuật của Nhật Bản là như vậy, hoặc thứ hai là do là đội tuyển Na Uy đang phòng ngự trung lộ quá tốt khiến cho đội tuyển phải sử dụng những đường bóng bổng như thế, phải không anh nào? Chính xác là như vậy. Có chúng ta để ý một chút về cách chơi bóng bổng của tuyển Nhật Bản. Họ tạt bóng và thường là tạt bóng sớm, nhưng tạt bóng không phải là để dứt điểm cho cái chặng đầu tiên, bởi vì chiều cao trung bình của Nhật Bản chỉ là 1m61 thôi, trong khi đó thì chiều cao trung bình của Na Uy là hơn 1m7 cơ. Họ tạt vào bóng vào đó và họ tranh chấp bóng hai, đó là một cái xu hướng chơi cũng không tranh chấp, và họ sẽ tận dụng những khoảng trống xung quanh để đón bóng hai và tạo ra những cái sức ép về phía khung thành của đội tuyển Na Uy. Đó cũng là một cách chơi khá là hợp lý ở thời điểm hiện tại. Tôi đồng tình với anh Nam, hợp lý, bởi vì là các cầu thủ châu Âu thì thường là rất sẽ mạnh ở tranh chấp bóng bổng, nhưng họ lại không khéo ở những tình huống đỡ một, và khi bóng bật ra thì đấy mới là sẽ là cơ hội cho tuyển Nhật Bản, và đó là lý do mà tại sao họ sử dụng nhiều quả tạt sớm như thế. Vâng, nhưng mà rõ ràng là họ sử dụng nhiều quả tạt sớm như vậy, nhưng dường như trong hiệp 1 họ vẫn đang có chúng ta cảm nhận được sự bế tắc của họ. Vậy với các anh thì họ sẽ cần phải điều chỉnh những việc gì trong hiệp 2 để có thể thu được cái lợi kết quả tốt nhất cho mình? Tôi nghĩ rằng thứ nhất là Nhật Bản sẽ tiếp tục gia tăng sức ép, và hy vọng rằng cái sức ép đó nó sẽ khiến hàng phòng ngự của Na Uy gặp nhiều sức ép và mắc sai sót.